Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món bỏng gà lắc phô mai. Đầu tiên là mình sử dụng cái phần ức hồn gà này, mình sử dụng 700g nhé. Ức gà thì mình thái cái miếng hộp diêm nhé, vừa ăn. Sau đấy mình ướp với cả một chút tiêu, một chút hành nêm và một chút ớt bột, một chút bột hành, bột tỏi. Các bạn trộn đều hết lên và ướp trong vòng 30 phút nhé. Sau đấy mình cho thêm một quả trứng vào, đánh tan đi. Cho thêm khoảng 20g bột chiên giòn nữa vào. Các bạn trộn đều để cho cái hỗn hợp nó tạo thành một cái độ sệt nhất định nhé, để nó bám vào cái phần ức gà này. Khi mà mình lăn qua bột chiên xù ấy, thì nó sẽ dính hơn. Sau đấy thì mình gắp cái miếng ức gà đã ướp vào, lăn qua bột chiên xù. Các bạn lăn đều để cho cái bột chiên xù bám quanh cái phần ức gà nhé. Sau đấy mình đun dầu sôi và mình bắt đầu nêm chiên vàng nhé. Các bạn để ý chiên sau khi nào mà cái phần ức gà nó vàng thì các bạn vớt ra nhé. Cái phần ức gà sau khi mà đã chiên vàng thì bắt đầu mình vớt ra để ráo dầu rồi. Bây giờ mình cho 10g bột phô mai vào nhé. Các bạn đảo đều và lắc để cho cái phần bột phô mai nó bám quanh phần ức gà nhé. Thành phẩm của mình đây các bạn nhá, nhìn trông khá là hấp dẫn đúng không? Cái mùi của bột phô mai nó thơm thơm, ngậy ngậy mà nó mặn mặn béo béo. Nó ăn cùng cái phần ức gà chiên. Cái ức gà thì ăn vỏ ngoài nó rất là xốp, nó giòn, nhưng mà bên trong thì thịt nó khá là mềm và ướt át ấy, ăn nó khá là ngon.